Hello, xin chào 1.300 năm anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em một con app nghe nhạc kiếm tiền anh em. Anh chỉ việc nghe nhạc và đi follow kết bạn với người nước ngoài nha anh em. Đây là con web của Hồng Kông. Bằng chứng thanh toán là nghe anh em. Rồi, trước khi vào mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký luôn nha các bạn. Các bạn click cái phần link mô tả của mình rồi các bạn tải về cho mình con app Wasin. Con web này rất là uy tín nha các bạn. Anh em chờ chút. Rồi, đầu tiên anh em tải về nó như vậy nè. Anh em có hai hình thức. Hình thức đăng ký bằng số di động đi. Nó nè, con này có 84 độ, anh em bỏ số 0 3 2 9 9 3 1 5 7 7. Rồi nhận mã xác minh 0329931577. Ok, gửi về trong vòng 1 phút nha anh em. Anh em chờ mình chút nha anh em. Hai bốn chín bảy sáu bảy, hai bốn ta, hai bốn chín bảy sáu bảy. Rồi anh em login vào. Nữa anh em có mắc cái điện thoại có ấy, rồi vậy là mình đã có một cái tài khoản nha anh em. Rồi anh em click vào cái phần ba vô gạch dưới đây nè anh em. Anh đầu người một quảng cáo của mình đó. Bạn nhận được quà tặng thành viên đi đến nhận. Rồi mình làm nhiệm vụ cho nó nghe anh em. Mình hướng dẫn anh em từng bước từng bước. Chọn 10 qua. Hạn ngạch tải xuống 10 bài hát. Thôi chọn 10 qua đi. Nhận. Thành công. Rồi nó có cấp độ, anh em vô tìm hiểu nghe, rồi mình hướng dẫn anh em nghe bài hát coi. Con này karaoke anh em ơi, anh em ca hết một bài karaoke mới được anh em. Hết một bài karaoke anh em nhận được điểm, sau đó mình quy đổi qua qua tiền PayPal nha anh nha các bạn, anh em. Rồi sau khi anh em có đủ tiền anh em bấm vào nút tài khoản tiền mặt. Rồi 50 coin bằng 0,9 USD, 100 coin thì bằng 2 đô anh em. Anh em việc sau khi anh em rút tiền, anh em nhấp vào cái phần một PayPal nè. Anh em nhấp vào chỗ cộng nha. Anh em ơi, rồi nó login anh em lên một trang PayPal, thôi mình thoát ra đi để làm mất thời gian anh em nữa. Rồi anh em bắt cái địa chỉ mở khóa cái PayPal, tài khoản PayPal của mình và bắt cái địa chỉ vô là rồi anh em. Rồi anh em xong ca nè, anh em kiếm điểm chỉ việc là xong ca đây nè, xong ca. Đứng máy vậy ta, ghét review mấy con app này quá mà anh em yêu cầu rồi, yêu cầu mình làm đứng máy luôn, không biết sao đây. Đập luôn ta, đập luôn luôn điện thoại bỏ. Không được cái gì hết luôn người ta ơi. Này quá khổ, không điện thoại mới.
Rồi anh em ơi, hồi nãy nó login đăng, nó kêu mình đăng nhập tài khoản PayPal, giờ mình đã cắt bỏ khúc phần đó rồi anh em ơi. Anh em chỉ việc kiếm tiền bằng cách là vào cái mục tài khoản KuCoin này các anh em. Là mình kiếm tiền. Ăn Tết, Tết đến rồi. Đây có hai mục số dư coin, qua số dư anh em qua qua miễn phí nè. Sau khi anh em thưởng đăng nhập là mình nhận nè. À, thế cần mình nhận được bao nhiêu cô quên. Được 10 qua anh em. Cũng ngon rồi. Rồi anh em mời cách bằng cách chia sẻ bạn bè một một người bạn một người bạn tải về đường link bạn bạn được cộng 5 qua nữa nè. Để coi mình vô mình mời cái. Ủa, theo dõi bạn bè chứ, theo dõi bạn bè là có, em này mình đã nhận hết rồi. Là tải nhạc điểm lên cộng 33 qua nè. Anh em vào mà nghiên cứu làm nha, mình review nên mình có ấy, liên kết xã hội nhận được 20 qua nè, rất là đăng một bài hát được 5 qua nè. Anh em vào liên kết vào Facebook nữa anh em, liên kết vào Facebook bằng mục này nè. Bằng mục này nè anh em. Ê, bằng một bài hát của tôi ơi. Bài hát của tôi nè anh em. Không phải lộn luôn, nãy mới đâu thấy đâu. Rồi, một cái bên một cái anh em tìm hiểu đi. Rồi anh em đăng tải lên đây song ca với mấy người ca sĩ anh em. Vì mình mới review nên chưa có gì hết. Giờ rút tiền kìa. Quan trọng là mình rút tiền. Tài khoản tiền mặt. Sao giờ số dư không có? Năm được 10 qua rồi ta. Sau khi qua miễn phí này anh em đổi qua cái phần coin này anh em. Đang mình ấy cuộc thi tài khoản nhưng mà review vòng vòng hoài trúng chữ luôn. Thôi qua đây cái thông báo quà liên kết tài khoản anh em, nãy mình kiếm một nè để kiếm nhiều bạn bè hơn để mình ca anh em. Anh em ca hết bài mới cộng cộng coin anh em. Thông báo quà một này coi. Bài này bài hát anh em vô đây chỉ việc hát hết bài là nhận được 500 một ca sĩ anh em. Rồi. Đây kết bạn với mấy người này nè. Rồi có nhạc coi. Theo dõi hàng đầu mã giới thiệu của mình đâu mất tiêu rồi ta. Mời bạn bè theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi được nhiệm vụ hoàn thành để nhận. Rồi anh em tìm bản ghi cục bộ bộ sưu tập của tôi nè, này không có gì hết trơn, mình chưa có gì hết trơn. Tài khoản tiền mặt cuộc thi trung tâm giao dịch cuộc thi mã giới thiệu mình đâu kiếm không có rồi. Ad nè, bonus nè, vô bonus đây. Một mời một người bạn là các bạn nhận được 0,5 đô ngon lắm nghe anh em. Mã giới thiệu của mình anh em. Mã sẽ chia sẻ mã giới thiệu sau khi anh em biết chiếc phần link của mình thì anh em khỏi nhận cũng được. Nhập mã giới thiệu bạn bè. Ê, anh em đây nè, phone của anh em nhập cái mã giới thiệu của mình anh em được 50 50 vàng anh em là cũng được 0,5 đô như mình chia hai nha. Rồi anh em thu âm vào nè, cộng được 50 đấy nè, đăng tải bài hát lên được 100 vàng nè. Ngon thấy ghê luôn ta. Để mình coi qua đây cái mình qua mình rút nó bao nhiêu ta. Các bạn ấy có. Thôi vậy video của mình kết thúc, anh em tự tìm hiểu đi anh em. Tại mình rút mình có thấy mà mình quên rồi. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em ha.